Thưa quý vị, chăm lo Tết cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức các đoàn đi thăm và trao quà Tết tại hai huyện Long Điền và Đất Đỏ. Đoàn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao tặng 780 suất quà, trong đó 30 suất của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng, 300 suất quà do giải Gold vì an sinh xã hội tỉnh trao tặng và 450 suất quà từ Quỹ vận động phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tặng, có trị giá 1 triệu đồng một suất. Các suất quà được trao cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Long Điền,